Việc ý nghĩa này VinFast đã và đang làm cho cộng đồng người Việt Nam. Rất cảm ơn Chủ tịch Phạm Nhật Vượng và VinGroup vì người Việt Nam. Thưa quý vị, VinFast là công ty đi đầu với việc dừng sản xuất xe xăng vào năm 2022 để trở thành hãng xe chuyển sang thuần điện đầu tiên trên thế giới. Điều này giúp vị thế của Việt Nam lớn mạnh hơn trong thu hút đầu tư quốc tế FDI. Gần đây nhất, hãng taxi thuần điện đầu tiên của Việt Nam, công ty JDM của Chủ tịch Phạm Nhật Vượng đã đi vào hoạt động, vận hành cùng với VinBus hướng tới một tương lai di chuyển không khí thải. Ông Nguyễn Việt Quang Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup nhấn mạnh Các công ty thuộc Vingroup cam kết sẽ cùng hành động và có những đóng góp thiết thực vào việc đạt được những mục tiêu phát triển xanh và bền vững của quốc gia cũng như của nhân loại theo đó, công ty VinFast sẽ trích 1 triệu đồng cho mỗi chiếc xe ô tô bán ra để góp vào quỹ vì tương lai xanh. Ngoài ra, công ty GDM cũng cam kết trích 1.000 đồng cho mỗi quốc xe taxi xanh đóng góp cho hoạt động của quỹ. Tổng giám đốc của tập đoàn VinGroup nói, trên chặng đường sắp tới, chúng tôi mong muốn có được sự đồng hành của tất cả các khách hàng cộng đồng cùng chúng tay tiến tới phát triển bền vững đó là lý do Vinfast vì tương lai xanh là thông điệp xuyên suốt trong chuỗi triển lãm trên toàn quốc chúng tôi